Buồn lắm hả? Quang Quynh, một người lẻ loi đứng ngắm trăng thì cũng buồn bã thiệt. Trăng tròn người lại không đoàn tụ. Quynh nói cái gì đó? Chuyện anh nói dĩ nhiên là em không hiểu, nhưng cầu Diêm Khách nói gì thì em nhất định sẽ hiểu. Không biết bây giờ hắn có phải như em đứng ngắm trăng một mình không hả? Anh ngắm trăng một mình có mắc mớ gì tới em đâu. Thì không mắc mớ tới em sao? Hoàng Quynh à. Ê, anh là anh của em, em qua mặt không nổi Hoàng Quynh đâu. Em với anh giống không có gì mà, có gì mà qua mặt Quynh. Thật ra cũng là khó khăn lắm với tánh kiêu căng của Hoàng Mụi. Nam nữ thích nhau làm gì có chuyện kiêu căng. Hơn nữa thì không có gì mà. Thì không có gì sao? Em với anh chỉ qua là bạn thôi, không có tình nam nữ gì đâu. Vậy thì tiếc quá hả? Có gì đáng tiếc? Cầu Duyên Khắp tài trí hơn người, có hoài bão lớn và khí khái siêu phàm, là nhân tuyển phò mã thích hợp nhất đó. Quynh lại nói cái gì đây? Anh lo cho em thôi. Trên thế gian này xứng đôi với em không có bao nhiêu người đâu. Nếu em bỏ lỡ dịp này, coi chừng mai này sẽ hối hận đó. Em không biết Quynh đang nói cái gì. Tam lang tham kiến điện hạ. Ê, Trương Quynh không cần đa lễ. Điện hạ hôm nay giá lầm có phải định mời tại hạ nhậu một bữa cho sai không? Đáng lẽ cũng định uống rượu với Trương Quynh, nhưng mà bây giờ cũng phải về cùng. Ủa, có chuyện gấp sao? Phủ hoàng triệu gấp ta còn chưa biết việc gì, nhưng ta lại có hẹn với Hoàng Mùi ở ngoài thành gặp mặt, nay không kịp báo tin với cổ. Trương Quynh, hãy nhờ ngươi truyền giùm cho tiểu hoàng đi. Cũng được, vậy ta chuyển lời giùm điện hạ. Cảm ơn Trương Quynh. Ê, mời. Công chúa! Hoàng Quynh của tôi đâu? Phụ hoàng em có chuyện đã chịu ảnh vào cùng, nên nhờ anh tới chuyển lời với em. Hoàng Quynh này thiệt là... Hoàng Quynh em vì bận việc gấp, đừng nên trách ảnh. Anh muốn gạt em thì đúng hơn. Nếu phụ hoàng em có việc, tại sao em lại không biết? Bộ điện hạ sắp xếp. Ảnh thiệt là khờ, tưởng em có việc với anh sao? Lần này điện hạ thiệt là phí công rồi. Thật ra mình chỉ là bạn bè thôi mà. Bạn bè gặp gỡ nhau cũng là việc thường thôi. Không biết đại hoàng huynh đã nghĩ đi đâu rồi. Anh thiệt khờ. Anh cũng nói vậy đó. Những gì anh nghĩ ra đều lạ thường lắm. Xin đừng trách ảnh. Không đâu, sao anh lại trách ảnh? Thật ra em với ảnh thì thân với nhau lắm. Em còn nhớ lúc em còn nhỏ, khi làm việc bậy, anh cứ gánh tội thế cho em. Cho nên phụ hoàng cứ nói ảnh khó dạy, không nên thân. Thật ra khó dạy nhất là em mới đúng. Thì ra lúc nhỏ em bướng bỉnh vậy hả? Cho nên đại hoàng huynh thương em lắm. Bây giờ vẫn thường hay làm chủ cho em đó. À, giờ cũng trưa rồi, anh về trước. Anh thiệt thấy ngại sao? Không phải, có gì ngại đâu. Vậy thì sẵn tới đây, phong cảnh ở đây cũng đẹp, đi dạo một chút đi. Nếu như không, để Hoàng Quynh lại tưởng mình có chuyện gì đó. À, nói đúng lắm, bạn bè đi lại là việc thường thôi. Cô là ai? Ta là trưởng tôn Vô Cấu, tới tìm cầu đại ca. Cô cũng tới tìm ảnh à? Ta ở trong nhà này. Sao trường đại ca không có nhắc với ta vậy? Cô tên gì? Tại sao ta phải nói cho cô biết? Ta đâu có quen với cô. Vậy cô là gì của ảnh? Sao lại ở đây vậy? Ờ, ta là bạn của ảnh. Ta cũng là bạn của ảnh mà. Chừng nào ảnh trở về hả? Chứ còn lâu họ mới trở về đây. Thôi cô đi đi. Ta từ Thái Nguyên tới đây, dễ dầu gì mà đi. Thái Nguyên xa như vậy? Lặn lội đường xa phải không? Nhưng không sao đâu, chỉ cần gặp cầu đại ca là xong. Nếu cô thích thì cứ ngồi chờ đi. Người gì lạ đời vậy?
còn chờ đó hả? Trương đại ca chưa về, dĩ nhiên là phải chờ chứ. Ta khuyên cô đừng chờ nữa, chỉ đau lòng thôi. Ta không hiểu cô nói gì. Tưởng ta gạt cô sao? Cậu đại ca đã có nghĩa từ lâu rồi. Cô về Thái Nguyên đi. Không đâu. Không đâu. Bây giờ anh đang đi vào chơi với công chúa Lan Linh đó. Công chúa Lan Linh? Thì vậy chứ sao? Kìa, trời đã xế chiều rồi, mặt trời sắp lặn hết rồi, vẫn còn chưa thấy về. Chắc là chơi vui quá quên về nhà rồi. Trương đại ca, anh đâu có nói anh đã có người yêu. Cô gạt ta thôi. Vậy được, coi như ta gạt cô. Chừng nào anh về cô hỏi anh đi. Trương đại ca. Ủa, Trưởng Thôn cô nương sao lại tới chỗ này vậy? Thiệt là phong lưu quá. Ê Xuân Nhi, anh giải quyết Trưởng Thôn cô nương trước đi. Anh à, Trưởng Thôn cô nương, tại sao cô... Giờ em hỏi anh, công chúa Lan Linh có phải yêu anh không? Ê, ta hỏi cô tại sao tới kinh thành. Thì tới tìm anh đó. Tìm ta? Sao anh không nói với em anh có người yêu chứ? Ê, ê, Trưởng Thôn cô nương, Trưởng Thôn cô nương. Cho em ở chợ một đêm có không được sao? Khuya vậy muốn đuổi em hả? À, đâu có. Không có là được rồi. Em muốn coi công chúa Lan Linh đó vuông hay là tròn. Trưởng Tôn vô cấu này không dễ gì chịu thua đâu. Cô là nói bậy rồi. Tại công chúa Lan Linh đó kìa, cô có phải là người yêu của anh không? Tức là ý gì đây? Cô chỉ là bạn thông thường mà thôi. Bạn bè thì sao? Tại sao ta phải gạt cô chứ? Vậy là cô Xuân Nhi gạt em. Xuân Nhi cũng không phải cố tình gạt cô đâu. Cô vốn không biết mà. Vậy là em trách lầm cô rồi. Cô đi tới đây một mình, chắc người nhà của cô lo cô lắm. Hay là để tôi viết thơ cho nhị công tử để hắn tới rước cô. Cần gì anh rước chứ, em nay đây mai đó đã quen rồi mà. Vậy không tốt lắm đâu. Có gì mà không tốt chứ. Em lần đầu tiên tới kinh thành, anh không đưa em đi chơi sao? Nhưng mà tới chừng dạo xong kinh thành là phải về Thái Nguyên ngay đó. Em thích về chừng nào thì về. Anh không thích em ở lâu một chút sao? Không phải không thích nhưng mà... Vậy thì được rồi. Hay là vậy nha, mình gọi luôn Lan Linh công chúa cùng đi, vậy sẽ vui hơn đó. Hả? Để tôi đi hỏi thử. Chị tên Xuân Nhi hả? Tôi không quen ngủ chung với người lạ. Nếu cô sợ tôi thì đi ngủ với người khác đi. Không phải đâu. Ngày mai ta hẹn với Trương đại ca và Lan Linh công chúa. Chị cũng đi chung đi. Ngươi nói cái gì? Cô với công chúa Lan Linh? Thật ra chị hiểu lầm rồi. Công chúa Lan Linh không phải là người yêu của Trương đại ca đâu. Ai nói với cô vậy? Thì Trương đại ca đó. Anh nói công chúa Lan Linh chỉ là bạn bè thôi. Cô đừng có ngây thơ quá. Anh nói vậy cũng tin. Tại sao em lại không tin chứ? Anh không nói láo với em đâu. Tóm lại là cô đừng có ngây thơ. Vậy chị có đi hay không đây? Không đi. Ta không dạy như cô đâu. Chị mới dạy đó. Ở nhà một mình buồn thế mà. Cho dù cô nói sao tôi cũng không có đi đâu. Chị nhất định không đi rồi hả? Nè, đừng có hối hận đó nha. Cô đừng có trách ta không báo trước cho cô biết. Ta chuẩn bị chiếc khăn cho cô để cô về khóc đó. Công chúa. Để ta giới thiệu. Đây là... Em là Trưởng Tôn Vô Cấu. Mình đáng lẽ gặp nhau 3 năm trước rồi. Năm xưa cha em dẫn em vào cung nhưng chị lại đi vắng. Vậy sao? Nhưng dù sao mình cũng có duyên gặp gỡ mà. Chị đẹp quá. Ít ra là đẹp hơn em. Cô không có soi gương đồng sao? Cô đẹp hơn tôi. Thiệt hả? Hay là mình qua bến soi đi. Qua bên kia coi coi nha. Được. Đi. Tôi có gạt cô không? Nhưng mà em lo quá. Lo cái gì?
Cô có phải là người yêu của Trương Đại Ca không? Anh nói với cô vậy? Đáng lẽ Trương Đại Ca nói em không tin đâu. Anh nói cái gì? Anh nói cô chị chỉ là bạn bè thôi. Nhưng chị là đẹp như vậy. Đẹp thì không thể làm bạn hay sao? Vậy ý chị là chị coi em là bạn bè hả? Ừ. Có phải cô muốn làm người yêu của Trương Đại Ca không? Không có phải. Nhưng Trương Đại Ca tốt lắm đó. Người lại tốt, lại giỏi võ công nữa. Yên trí đi. Cô thích Trương Đại Ca thôi phải không? Qua đây. Xoay xong rồi ai đẹp hơn hả? Người ta từ xa tới thăm, sao anh không đưa người ta đi chơi các nơi? Làm như vậy đâu có được. À, hai cô là con gái hợp hơn, hai người đi đi. Kinh thành có chỗ nào có cảnh đẹp mà em chưa tới đâu. Thôi để anh dẫn Trứng Tôn cô nương đi hay hơn. Anh à, đúng đó Trương Đại Ca, mình qua bển coi nha. Đi. Bên kia có cây tùng ngàn năm, tôi đưa cô qua bển coi. À. Cổ thấp đó đẹp quá, mình lên coi coi đi. À, hay là đợi Lưu công chúa nha. Chị Lan lên ơi, đi mau lên đi. Tháp đó đẹp quá, mình leo lên coi nha. Tháp đó tôi đã lên nhiều lần rồi. Thôi hai người lên đi, tôi đây chờ hai người. Được, thôi mình đi nha. Đi. Ây da, đi chậm một chút mới được. Chuyện gì đó? Trương Đại Ca nói bị chặt chân đòi đi về nhà đó. Sao lại mất hứng như vậy hả? Ây da. Sư Nhi. Sư Nhi à. Sư Nhi à, Trương Đại Ca đưa em đi hết nửa kinh thành rồi đó. Vậy sao? Bộ công chúa Lan Linh không có đi sao? Sao lại không đi? Mai là em không có nghe lời chị nói. Chị Lan Linh thiệt là tốt bụng lắm. Chị Lan Linh? Em đã hỏi kỹ rồi. Chị nói không phải là người yêu của Trương Đại Ca đâu. Còn có lòng giúp cho em nữa đó. Không thể nào. Người đàn bà ác độc đó không thể nào tốt như vậy đâu. Sao chị lại nói người ta ác độc vậy? Người ta vừa đẹp vừa tốt bụng. Đừng có nói người ta vậy nha. Đáng lẽ em với Trương Đại Ca còn phải leo lên tháp nữa. Nhưng mà khi công chân của anh bị trật. Ủa cũng lạ thiệt. Sao về tới đắp ít thuốc là hết liền. Sư Nhi, có phải không? Đã nói chị sẽ hối hận mà. Ai đó? Cậu đại ca. Sư Nhi đây. Sao khuya vậy không ngủ? Vô ngồi đi. Xin lỗi. Thực ra chuyện gì? Trưởng Tôn vô cấu đã nói hết cho em nghe. Có phải thật anh với công chúa Lan Linh chỉ là bạn thôi không? Em nói phải không? Thật ra anh không thể nào thích người đàn bà ác độc đó đâu. Cô không phải đàn bà ác độc, chỉ là lúc trước mình hiểu lầm cổ thôi. Vì nghĩ là nghiệp của anh. Cũng không phải người yêu của anh. Vậy tại sao hai người lại đi chung với nhau hoài? Anh với Lý Tịnh, Lý Đại Ca cũng đi chung với nhau hoài mà. Vậy nghĩa là? Là cũng như giống như Lý Đại Ca vậy, bạn bè thôi. Vậy em hiểu rồi. Anh coi công chúa Lan Linh là anh em thôi. Anh cũng có thể nói như vậy. Giờ chúng ta chỉ có tình anh em thôi. Vậy còn Trưởng Tông vô cấu? Sương Nhi à, em đừng nghĩ cậu đại ca phong lưu vậy chứ. Thần Nhi tham kiến phụ hoàng. Không ngờ trẫm vừa được khỏe lại trước đã xảy ra chuyện như vậy. Phụ hoàng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thì ra điện hạ không biết 50 vạn đại quân đặc quyết đang định xua quân Nam Hạ hay sao hả? Hả? Diệt Dương gia, người thốt lời quá nghiêm trọng rồi. Đây chỉ là phá rối nhỏ ở biên cương thôi, không làm ra cái gì đâu. Lão Dương già, nếu ngươi nghĩ như vậy thì quá sợ ý rồi.
Mình nên biết là tại sao họ cứ ở biên giới gây rối loạn hoài chứ. Mục đích là gây tranh chấp để diện kế xua quân Nam Hạ đó, có biết chưa hả? Ừ, vị chuyên gia nói có lý lắm. Như lần này thôi, nói binh lính của mình vượt biên giết người. Muốn giáng tội thì thiếu gì lý lẽ. Rõ ràng là họ muốn gây chuyện thôi. Phụ hoàng, mình không thể không phòng đó. Diệp Dương à, người có cao kiến gì đây? Bổn hoàng thượng, theo ý của lão thần, chúng ta nên trú trọng binh ở biên giới. Khi đến lúc thích đáng thì phải dạy cho họ biết tay, để họ không dám làm bậy làm bạ đó. Hoàng thượng, không thể như vậy đâu. Làm như vậy như đổ dầu lên lửa, chỉ khiến quân tình đôi bên càng căng thẳng thêm, chừng đó sẽ khó giải quyết lắm đó hoàng thượng. Lão Dương già, người nói vậy nghĩa là không đánh đã chịu thua rồi sao? Bậy nhất là để họ ra tay trước là mình sẽ mất tiên cơ đó phụ hoàng à. Phụ hoàng, thần nhi bảo đảm họ không làm vậy. Bảo đảm à? Xin hỏi điện hạ già, lấy gì để bảo đảm đây? Đúng vậy đại hoàng huynh, thác hạng của họ kiêu căng ngang tàn, ngông cuồng tự phụ, vậy việc này huynh đã đích mắt thấy mà. Không sai, nếu chỉ có hắc hãn, dĩ nhiên hậu quả khó lường. Như họ còn một thái tử Sứ Cát, người này thông minh bình tĩnh, tánh lại hiền hòa, hắn nhất định khuyên can phụ hoàng hắn không gây chiến sự đâu. Hoàng thượng, điện hạ nói thì không sai chút nào. Để tránh cho có nhiều sự chết chóc xảy ra, mình phải ráng nhẫn nại một chút. Xin đừng bao giờ hành động lỗ mãng như vậy. Hoàng thượng, Trần Hiếu Dương nói có lý lắm. Thẩm nên lấy thiên hạ làm trọng. Trong lúc này chỉ nên chờ đợi coi sao, không nên hành động lỗ mãng đâu. Điện hạ! Ê, Điện hạ! Điện hạ! Điện hạ, anh làm gì mà đi mau quá vậy? Người ta muốn cảm ơn anh thôi. Cảm ơn cái gì chứ? Đó, lần em té xuống nước, anh cứu em đó. Ngọc Phụ thì không biết cảm ơn anh sao nữa. Tiểu hoàng đã quên chuyện này rồi. Anh này ta còn bận việc. Xin chào. Điện hạ, bọn anh ghét Ngọc Phụ lắm hay sao? Sao cứ lánh em hoài vậy? Ê, cô coi tiểu hoàng là lưu manh, không phải ta lánh cô, là cô lánh ta thì được rồi. Điện hạ, bộ cô điên rồi sao? Đây là thẩm công hoàng tộc đó. Nhị hoàng tử nói có chuyện thì tới tìm anh mà. Giờ em thì không muốn sống nữa. Cô khoan cốc đã, thật ra có chuyện gì? Anh còn hỏi em việc gì hả? Anh nói có thể giúp em mà. Bấy lâu nay điện hạ vẫn không thèm đếm xỉa tới em, còn mỉa mai em nữa. Chỉ là vậy thôi hả? Để tí quan còn tưởng là việc gì nữa chứ. Vậy còn chưa đủ sao? Em đã bất chấp tự ái rồi mà vẫn không được lòng của điện hạ. Thử hỏi em còn mong muốn gì bám theo anh nữa? Anh nói chịu giúp em mà, anh gào em sao? Ê, cũng tại chị cô hư chuyện thôi, có bà đứng bên dòm chừng hoài, ta muốn giúp cô cũng không được đó. Vậy thì làm sao đây? Vậy là phải coi tài ba của cô. Nhờ tài ba của em? Em có tài ba gì đâu. Có một ao nước đồng, nếu mà không quấy nó lên thì nó vẫn là ao nước đồng. Ý anh là biểu em làm mưa làm gió. Quả nhiên là thông minh. Cô còn phải ra vẻ như đã gạo thành cơm với đại hoàng huynh ta. Còn nữa, phải khiến chị của cô biết được. Đợi khi chuyện này làm lớn ra rồi, hoàng huynh ta không bỏ mặt được. Chừng đó, chị của cô vì không muốn chuyện xấu đồn ra ngoài, đành bắt hoàng huynh lập cô làm phi. Tuy vậy, lỡ điện hạ không làm vậy thì sao? Ê, thì ta đã nói với cô rồi, đại hoàng huynh ta không thích chị của cô cọc cằn lằn nhằn. Không có người thứ hai thì thôi. Nếu như có người thứ hai, tưởng anh sẽ không lấy sao? Dù sao hoàng huynh của ta là một đàn ông mà. Nhưng mà như vậy. Đừng nhưng mà nữa, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cô không nắm giữ là thiệt thòi đó. Huống chi có tiểu hoàng đứng bên giúp cô, cô còn có gì mà sợ chứ? Dạ phải, Ngọc Phụ cảm ơn nhị hoàng tử giúp đỡ. Không cần khách sáo, ta chỉ muốn cô sớm làm hoàng tẩu thôi. Ít ra cô dễ thương hơn chị của cô nữa. Vậy Ngọc Phụ cáo lui trước nha. Ê con đã, từ nay có chuyện gì ta sẽ tới tìm cô, cô đừng bao giờ tới thẩm cung tìm ta nữa. Ngọc Phụ biết rồi, Ngọc Phụ cáo lui. Điện hạ gia,
Điển Hạ. Sao lại là cô? Anh thiệt là vô lương tâm mà. Ê, cô lại làm gì đây? Anh không nói rõ ràng, em không cho anh đi. Ê, cô điên rồi sao? Dĩ nhiên anh muốn em điên rồi. Anh nói đi, anh nói anh đã hứa với em cái gì? Làm gì đây? Buông tay ra. Anh không nói rõ ràng, em không cho anh đi. Buông tay ra. Tao có hứa cô gì đâu. Anh hỏi mình anh đi. Anh nói phòng em là hoàng phi mà. Tôi có nói phòng cô làm hoàng phi hồi nào đâu. Lúc dụ dỗ em anh nói vậy. Giờ nó không có hả? Ê. Tiện nhân hoàng phi em... Ngươi cũng biết ai là hoàng phi sao? Con tiện nhân này, ngươi đã làm gì với anh? Điện hả? Anh phải xử giùm em. Điện hả? Buông tay đi. Điện hả? Điện hả? Em Hạnh, em nghe anh nói có được không? Được, anh nói. Anh đã làm gì với con tiện nhân đó? Anh có làm gì đâu, anh cũng không hiểu gì sao cậu cứ theo anh. Nó muốn làm hoàng phi mà, anh đã hứa với nó gì vậy? Cậu nói bậy thôi, không mắc mớ anh đâu, em tin anh đi. Được, em tin anh. Tại con gái nhà Quyên em hoàng cho anh, không mắc mớ gì tới anh. Vậy em giết chết nó, anh cũng đâu có đau lòng chứ. Em đừng bao giờ làm bậy nha. Đau lòng hả? Con đề tiện. Ê, em điên rồi sao? Anh với Ngọc Phù vốn không có tư tình. Vậy được, em với anh đi gặp phụ hoàng mẫu hậu, coi họ xử như thế nào. Em Hạnh. Quan Tẩu, em đã biết hết mọi chuyện. Việc này không thể cho phụ hoàng và mẫu hậu biết được đâu. Nếu không là đại hoàng huynh hết làm thái tử đó. Nhưng mà anh ấy làm ra hành vi cầm thú. Ê, chị đừng lo, em đã căn dặn các cung Nga, chuyện này không sợ đâu ra ngoài đâu. Như hoàng đế, từ từ hãy nói sau mà. Việc trước mắt là phải đưa Ngọc Phù ra khỏi cung mau, để tránh đêm dài lắm mộng. Cảm ơn nhị hoàng đế đã nhắc nhở, lần này mai là có chú đó. Người còn tới đây làm gì? Ngọc Phụ tới đây xin chị tha lỗi, mong chị tội nguyện cho em và anh. Tội nguyện? Ta cũng mong có người tội nguyện cho ta. Ngọc Phụ với Điện Hạ thì yêu nhau thật tình mà. Hơn nữa bây giờ đã... Không cần nói nhiều, sáng sớm mà chúng đi rời cung đi. Xin đừng chị, xin đừng làm như vậy. Chị còn được ở chung với Điện Hạ, em nguyện làm nô tỳ. Xin chị đừng đuổi em đi nha chị. Tiện nhân, ta không xử tội người là mai phước cho người rồi. Nếu còn lăng nhăng ở đây đừng trách ta không nể mặt nha. Ngọc Phu. Nhị hoàng tử, anh đã đoán sai rồi. Chị đã không nghĩ chút tình chị em gì hết. Cô bỏ đi như vậy sao? Cô cam lòng sao? Nếu không cam lòng thì sao? Sáng sớm mai là em phải rời cung rồi. Ê, đây mới là dịp tốt của cô nè. Nè, bên ngoài đâu có phải là như trong cung. Không có tiền của cô muốn làm gì cũng được mà. Nhưng việc trước mắt là phải khiêu gợi lòng thương tiếc của anh ta với cô đó. Nhưng mà làm sao mới khiến Điện Hạ thương tiếc ta được? Chỉ cần cô làm theo lời của Tiểu Hoàng, ta bảo đảm cô nhất định sẽ thành công. Hoàng huynh, thật ra huynh không cần phiền như vậy mà. Người ta nói vàng thiệt đâu sợ lò hồng. Đợi hoàng tẩu bắt giận lại rồi giải thích với chị sao là mọi việc sẽ êm xuôi mà. Chỉ mong là vậy thôi. Bấm Điện Hạ, Ngọc Phụ cô nương nhờ tôi đưa thơ cho Điện Hạ. Không biết liêm sỉ. Nè, đưa cho ta. Đi ra ngoài đi. Dạ, nhị hoàng tử. Hoàng huynh, coi cổ nói gì đi mà. Hoàng huynh sao hả? Cô muốn anh trả lại chiếc dài kim tuyến cho cổ. Còn hẹn anh gặp ở hậu sen giờ tí tối nay, coi như là chia tay. Ờ? Dài kim tuyến? À, có một đêm cổ tới thư phòng phá quấy anh, cố tình để lại nó. Ừ. Nhưng mà chuyện này dù sao cũng có ngày đoàn kết.
Nếu không lỡ như cổ làm dữ lên thì sẽ rất rối thêm. Hay là để đệ Thế Huynh đi một chuyến đi. À, không cần. Chuyện này vì anh mà gây nên, cũng không gặp được anh không cam lòng đâu. Nói cũng đúng. Mong là cổ sau khi gặp anh xong sẽ không gây chuyện nữa. Sáng mai khi cổ rời khỏi hoàng cung thì sẽ thiên hạ thái bình. Ừ. Chỉ cần huynh thái độ cương quyết, đề nghị cổ nhất định sẽ hiểu mà. Điển à, ngươi khuya như vậy còn đi đâu đó hả? Anh định ra vườn hoa ngắm trăng có được không? Được. Anh có nhã hứng như vậy dĩ nhiên là được. Anh muốn đi gặp con tiện nhân đó thì đừng có hòng. Anh đã hết cơ hội rồi. Nó không bao giờ về đây nữa. Anh cứ đi gặp mặt nó lần cuối cùng đi. Sao còn chưa tới? Ngọc Phu, Ngọc Phu. Rồi. Nó không bao giờ trở về nữa. Anh cứ đi gặp mặt nó lần cuối đi. Hoàng thượng, đêm đã khuya lắm rồi, cấm ngủ không được, muốn đi dạo chơi một chút. Ai đó? Con chạy đi đâu? Dũng Nhi. Hoàng thượng, có xác chết. Con gì trả giết dài cho cổ? Mới tới Hồ Sen sao? Lời của thần nhi đều là sự thật. Nguyên Ngọc Phù không phải thần nhi giết đâu. Con còn nói láo nữa. Mẫu hậu, nếu con không có giết Ngọc Phù, tại sao con không la lớn lên mà lại kiên sát của nó đi? Không ngờ con gì che giấu chuyện xấu, nó làm lỗi liên tục, ám đến nỗi giết người bịt miệng. Nguyên Ngọc Phù thiệt không phải con giết mà. Vậy con nói đi, tại sao con phải kiên sát của nó đi? Con muốn quỷ đi xác chết, nhưng con làm vậy không phải là vì mình con đâu. Vậy là vì ai? Con nói đi. Con vì em Hạnh. Hạnh Nhi à? Em Hạnh tưởng con yêu Ngọc Phù. Cô thì khờ quá, tại sao phải giết người chứ? Ngọc Phù đã chết. Tại sao em giết người? Anh nói gì đó? Anh biết em giận lắm, nhưng anh với Ngọc Phù vốn, em không cần giết cổ mà. Anh nói Ngọc Phù là em giết sao?
Anh thiệt là bị ổi. Anh lăng nhăng bậy bạ với Ngọc Phù, sợ chuyện xấu đồn ra, đã đi giết chết nó, còn đổ oan cho em nữa. Anh không đổ oan em, rõ ràng là em nói phải giết cổ mà. Em chỉ vì tức nhất thời nói như vậy thôi mà. Em không cần chối nữa. Hèn chi trước khi anh tới hậu xe, em biểu anh không cần đi, em còn nói cổ không bao giờ trở về. Anh đi gặp con tiện nhân đó thiệt. Giờ em chịu nhận rồi sao? Em nhận gì? Em nói như vậy là sáng mai sẽ đưa nó rời cung. Chắc nó cứ bám theo anh, không chịu rời cung. Anh mới giết chết nó để xong chuyện có phải không hả? Em đừng đổ oan cho anh. Lúc anh tới đó cô đã chết rồi. Nếu như không phải em giết, vậy còn ai giết? Cái tên vô lương tâm. Anh Nhi, không được hậu lao. Anh đổ oan cho con. Tội nghiệp anh còn muốn giấu tội giùm em. Ai về em lại? Anh nói gì đây? Rõ ràng là anh đã giết Ngọc Phùng. Em còn oan cho anh? Thôi đi, hai đứa còn gây cái gì nữa. Gia Lạc, mẫu hậu, Gia Lạc có sao không ạ? Thiệt là quan nghiệp mà. Phu quan mẫu hậu, đại hoàng huynh không giết người đâu. Bây giờ trẫm cũng không biết ai giết người nữa. Nếu như không phải em giết, vậy còn ai giết gọi chứ? Hoàng huynh, hoàng tẩu. Vì hoàng tử tới hay quá, tôi đã định sáng mai đưa nó rời cung mà, sao lại giết chết nó chứ? Hoàng đệ cũng biết anh không mắc mới tới Ngọc Phù, sao anh lại giết cổ? Hoàng đệ, em nói đi. Quản gì à? Theo con thì trong khoảng khắc con thiệt khó định đoạt. Ngọc Phù quả thật bị chết, và chắc chắn có người giết cổ. Rõ ràng là anh giết người bịt miệng. Em vì ghen mà sanh hận. Anh bị ỏi. Em ác độc. Hai đứa đừng có gây nữa. Độc cô Gia Lạc này không biết để làm nổi cái gì mà sinh ra cái thằng xuất sanh như con vậy. Mẫu hậu, giờ phải đâm ra gì? Vợ chỉ chứng chồng, chồng chỉ chứng vợ, lăng nhăng lộn xộn. Con có tư cách gì mà làm một chữ quân trong nước hả? Mẫu hậu, anh thường hay tới Thiên Diệp Sơn Trang, hay để hôm nào em tới đào dân cư của anh nhé. Bộ công chúa sợ anh uống hết rượu ngon ở đây sao? Rượu ngon thì chỗ nào cũng có, nhưng lạc thú hồng tụ phiêu hương thì không phải nơi nào cũng có đâu. Công chúa muốn nói Sương Nhi và trưởng tôn cô nương sao? Người ta nói được một tri kỷ chết cũng không tiếc. Anh không những có hồng nhan tri kỷ mà còn có hai người đẹp hồng quang, còn anh thì là có phước lắm đó. Ê, xin công chúa đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Ta coi Sương Nhi như là em gái, còn trưởng tôn cô nương tại vì nể mặt nhị công tử mới nhường nhịn cổ thôi. Người ta lặn lội đường xa tới tìm anh, sao lại nói như vậy? Nhắc tới chuyện này tôi chưa thanh toán với em. Lần trước sao cô vô cớ lánh mặt? Em muốn làm ma cho hai vị thôi. Trưởng tôn cô nương không tốt sao? Đừng nói cổ là người tình của thế dân, cho dù là không phải cũng không phải nhân tuyển của anh đâu. Ủa, vậy nhân tuyển của anh là như thế nào? Hả? Em muốn biết lắm sao? Anh muốn nói thì em sẽ nghe. Con người em thiệt là cẩn thận. Cẩn thận cái gì? À, không gì. Nè, cạn ly. Bẩm công chúa, đại hoàng huynh cô lại có chuyện rồi. Hoàng hậu tức quá bị xỉu, hoàng thượng triệu cô về cung ngay. Phu quan, mẫu hậu sao rồi? Ngủ nhiên, phu hoàng và mẫu hậu con suốt đời vì nước thương dân. Tại sao mẫu hậu lại sanh đứa con bất hiếu như vậy? Mẫu hậu, nhất định không phải đại hoàng huynh làm đâu. Con người có đại hoàng huynh, con hiểu rành nhất. Dù đại hoàng huynh có bị quốc ức như thế nào, anh cũng không làm như vậy đâu. Không phải đại hoàng huynh của con, vậy thì là đại hoàng tẩu của con đó. Hoàng tẩu tánh tình thâm trầm ít nói, con thì không dám định đoạt lỗ mãn. Nhưng mà tóm lại việc này nhất định không phải là đại hoàng huynh làm đâu. Trẫm cũng nghĩ như vậy. Dù không phải nó giết người, nhưng mà chuyện này bởi nó mà ra, không ít không nhiều cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Xét theo bề ngoài, đại hoàng huynh của con là tình nghi lớn nhất.
Có câu hoàng tử phạm pháp sẽ xử như dân, nếu không định tội nó, e rằng sẽ khó phục chúng đó. Phu hoàng, phải điều tra rõ ràng trước, không thể giết hoàng người tốt. Muốn điều tra án này thì không dễ đâu. Bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Vị gia được thám tử về báo đã quyết đột nhân kéo đại quân sang, do tình hình biên cương nguy ngập, xin hoàng thượng định đoạt ngay. Hả? Hoàng thượng, giờ biên cương nguy ngập, lão thần đành đích thân xua quân bắt tiến. Như vậy vất vả ngươi rồi. Tạ hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, lão dư già tuổi tác đã cao, không tiện đi xa chinh chiến. Lão thân trong bụng có một nhân tuyển thích hợp hơn đó. Ủa? Là thái tử điện hạ? Thì không ngờ rằng tâm ý của lão dương gia lại giống hệt như là ta vậy đó. Vì dương gia? Ê, hoàng thái tử từng ra sứ đặc quyết, tình hình nơi đó thái tử quen thuộc nhất, hơn nữa lại có giao tình tốt với thái tử sứ cá của họ. Theo ta nghĩ rằng phái hoàng thái tử đi là thích hợp nhất đó. Không biết hoàng thượng lại có ý gì? Trẫm cũng có nghĩ tới việc này, nhưng mà thái tử này còn mang tội trong mình, e rằng. Hả? Tuy rằng thái tử mang tội trong mình, nhưng mà lần này để cho cậu một dịp để lấy công chuộc tội, làm như vậy có phải là một công hai việc không? Hoàng thượng, việc dương già nói rất có lý đó. Bởi vì thái tử giết người cũng chỉ là lời đồn mà thôi, không có bằng cớ xác đáng, không nên xử tội lỗ mãng như vậy. Xin hoàng thượng xét lại. Được, nếu hai vị khanh gia nói vậy, trẫm sẽ cho nó một cơ hội để lấy công chuộc tội. À, tạ hoàng thượng. Cho nó cơ hội à? Ngươi thì khi dễ lão phu quá rồi. Nhưng mà vừa rồi dương gia đã đề cử hắn ra lấy công chuộc tội, vậy khác gì cho hắn con đường sống? Đường sống? Ngươi tưởng chỉ với một án nguyên ngọc phụ là sự chết được hắn hay sao? À, vừa rồi ngươi có thấy thằng già đó bên cho nó cỡ nào? Còn nữa, nửa đường lại chạy ra một nguyên phi, như vậy ai là hung thủ trong khoảng khắc thì khó định đoạt đó. Thử hỏi coi hoàng thượng có giáng tội vô cửa hay không ạ? Tuy là vậy, nhưng mà lỡ như hắn lập công. Lập công à? Đâu có cơ hội nãy. Không lẽ việc đặt quyết số quân tới là giả hay sao? Nghĩ hoàng tử quả nhiên thầm mà. Hắn cứ chống lại lão phụ, lão phụ nhất định phải giết nó đó. Thiên Cấm. Dạ. Con cứ làm theo lời dặn của cha nha. Dạ thưa cha. Dư Văn tướng quân. Dạ. Tốt nhất ngươi đi theo, để tùy cơ ứng biến, phòng khi có gì. Dạ, việc dương gia. Nghĩ hoàng tử xin yên tâm, lần này đại hoàng huynh của người không có dịp trở mình đâu. Cảm ơn dương gia giúp đỡ. Lần này đại hoàng huynh may mắn được thoát nạn. Anh nghĩ thì chưa chắc, coi chừng có bại. Trương huynh, các người không thấy có bí ẩn sao? Hoàng thái tử giết người đã bị đổ hoàng, vụ án quyền đình cũng mới đây thôi, Dương Tố lại tốt bụng đi đề cử ảnh lấy công chuộc tội. Quá thật là có quái lạ. Ừ. Còn thái tử sứ cát nữa, với tánh hòa bình và bình tĩnh, quyết không vô cớ cho phụ hoàng hắn ra quân. Chuyện này thiệt là đột ngột quá. Nói như vậy là thái tử nguy hiểm lắm. Vậy thì nguy rồi. Sáng nay hoàng huynh của em đã lên đường. Đừng nên chậm trễ, tới biên cương chỉ có hai con đường, mình chia hai ngã rượt theo, kêu thái tử phải đề phòng. Được, và em đi dưới xuất trần, Tam ca đi chung với công chúa, tới biên cương sẽ gặp lại. Ừ. Chuyện gì? Bẩm điện hạ, thái tử đặc quyết cho người mang thư tới. Ừ, đi ra ngoài. Mạc tướng cáo lui.
gửi thái tử đại từ, có chuyện gấp muốn bàn, nhận thư tới rừng già gặp mặt ngay, vì chuyện cơ mật mong giữ bí mật. Thái tử xứ Cát. Đại Hoàng Quân. Yên hả? Các ngươi là ai? Phải tự xin cắt, phải chúng tôi tới lấy mạng ngươi. Ngươi nói đâu? Đưa Hoàng Quân em chạy trước. Mau lên. Anh sao rồi? Anh không sao. Đem bẻ gãy nó trước. Anh trở lại giúp cậu dùng khách đi. Lý Tình Nhi, Lý Phu Nhân đang tới. Anh hãy hợp với họ đi. Đi đi. Hãy cẩn thận nha. Được rồi. Đi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.